Hiếu Micro xin mến chào tất cả bác và tất cả các anh chị em thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Trong buổi video trong buổi chiều hôm nay em trân trọng được giới thiệu với bác cũng tất cả anh em một mẫu súp điện mới và đây là sản phẩm chính hãng của TD-Autic bác nhé. Và cũng báo cáo bác trên kênh thì đồ mẫu này em vừa về cũng rất là nhiều để phụ bác, nhưng mà đáng nhẽ về cái đây vài hôm rồi nhưng hôm nay em mới có bất chút thời gian để review thì các bác cùng xem. Thì đây là mẫu điện dòng mắt 30 mà các bác có chơi được không gian phòng khoảng 25 đến 30 mét vuông bác nhé, chơi gia đình cực kỳ hợp lý cho tính mát súp hay ấm và căng và tròn nhé. Và cái điều quan trọng là sản phẩm chính hãng mà lại giá lại trong tầm tiền, là cái mà các bác nên lựa chọn đối với mẫu súp này, giá chỉ có trên gần 4 triệu đồng thôi là bác sử dụng cho mình một chiếc súp chính hãng của TD-Autic, mã hiệu là 112SA. Đây là nguyên bao, em sẽ tiến hành dịch bao các bác xem. Ở đây hiện tại em đang cửa hàng cậu dạy cho mình nguyên cái tem. Thì hiện tại đối với các dòng sản phẩm của TD thì hiện tại bên cửa mình bán có một số mẫu đẩy, thì em đang bán mẫu đâm của TD, và hôm nay thì bản thân cửa hàng review đến mẫu súp điện. Thì như biết thì thị trường có rất nhiều hãng cung cấp, thì nhưng mà để đến tay các bác thì mình phải tuyển chọn những sản phẩm chất lượng và chất lượng hay và giá hợp lý và mình cũng nhập về để phục vụ các bác như anh em. Và với mức giá mà em dự báo rồi gần 4 triệu đồng thôi, các nhanh tay liên hệ vì giá rất là tốt để có sử cho mình một chiếc súp điện chính hãng nhé, khỏi lo những hàng nhái hay hàng loại một. Con này sử dụng thùng vân gỗ rất là đẹp, nó sử dụng đến 2 lớp thùng. Nói chung này là làm việc quá cái tải, giống như em bị cúm rồi. Cậu từ mà dùng 2 lớp thùng rất là dễ dặn. Thì đối với sản phẩm của TD này được sản xuất ở Trung Quốc anh nhé, như biết thì các mẫu súp nói chung đều được sản xuất ở Trung Quốc. Đối dòng sản phẩm chính hãng này thì nó bọc ke rất là cẩn thận, các bác nhìn này, bốn góc nó có bốn cái xốp ke, bốn cạnh và hai lớp xốp hai đầu. Để chuyển đi xa các bác yên tâm không sợ là méo móp hay dập vỡ. Ở đây nó có cái phần thoát nhiệt, ở đây thoát âm này, hầm bên dưới này, cho tính súp nó rất là hay. TD-Autic model 112SA. Công suất nó là 200W bác nhé. Giải nó 50 đến 60Hz. Công nghệ của Canada bác nhé. Các mẫu của TD nói chung là những mẫu lâng vậy là được sản xuất với công nghệ của Canada bác nhé. Canada. Nói chung là con này rất là kết. Mặt ngoài ở đây phần vỏ màu gỗ, họ đây họ sẽ tráng ở đây một cái chỉ lau ở đây lau nó bóng thôi. Nó dầu bóng đâu, nên nó hiện lên cái gỗ rất là đẹp. Cái căng mặt trước màu đen. Sẽ tiến hành test ngay chất âm các bác cùng nghe. Đây bác cùng xem này. Đấy. Phần bát này, nó sử dụng một phần bát lõm lớn bác nhá. Lõm lớn. Và cái gân nó này. Gân nó tưởng tượng như gần như em nghĩ là gân cao su. Gân nó tưởng tượng là gân cao su. Nó rất là dày. Dày và có độ mềm để đánh tiếng bát nó mềm. Mềm cái điểm gân này, hàng mới tinh, bảo hành 1 năm bác nhé, nên các bác yên tâm sử dụng. Nếu các bác đã sử dụng sản phẩm của TD nói chung, bản thân cửa hàng em thì có vài mẫu của TD, thì nói các dòng đẩy hay những sản phẩm lâng hay sản phẩm súp này rất nhiều anh em trên thị trường đã review rồi, thì hôm nay bên cửa hàng mình review để các bác cùng xem, cũng báo cáo trên kênh là hàng về và một cái mức giá rất là tốt, thì bác có nhu cầu